Chào mọi người, hôm nay mình lại chia sẻ thêm một món chả đậu xanh lá thì là. Và mình làm chay nha các bạn. Chả làm xong thì bên ngoài có độ giòn nhẹ, khi ăn có vị béo bùi từ đậu xanh và mùi thơm của lá thì là. Món chả này thì ăn cùng với tương cà, tương ớt là món ăn giặt đều rất ngon. Đây là tất cả nguyên liệu, thì mình có 200g đậu xanh thì mình đã ngâm mềm rồi, 30g lá thì là, còn bột mì mình sử dụng 40g, gia vị mình có 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh hạt nêm chay với một ít tiêu xay. Đậu xanh thì mình sẽ đem đi hấp, còn đến phần lá thì là thì mình sẽ cắt mỏng ra. Lá thì là mình thêm vô để giúp cái phần chả được thơm ngon. Đậu xanh thì nãy giờ mình hấp cũng chín mềm rồi, giờ mình sẽ múc ra ngoài. Rồi dùng cái chày đâm tiêu mình đâm cho nhuyễn cái phần đậu xanh này, đâm trong lúc còn nóng thì sẽ dễ được nhuyễn hơn á. Và đây là phần đậu xanh thì mình đâm giờ cũng nhuyễn rồi á, mình sẽ trộn để đi làm cái phần chả. Mình để vô đây là lá thì là, rồi nêm gia vị như là nước tương, hạt nêm chay với tiêu xay và bột mì cho có độ kết dính. Rồi mình cũng trộn đều cho tất cả đều lại với nhau á. Thì các bạn có thể thay thế bằng bột năng hoặc là bột bắp đều được nha, hoặc là bột chiên giòn á. Nếu muốn cái phần chả bên ngoài có cái độ giòn nhiều á, mình có thể thay thế bằng bột chiên giòn á. Rồi khi mà trong lúc trộn, nếu mà thấy cái phần chả nó hơi bị khô á, thì mình thêm vô một ít nước lọc á, rồi cũng tiếp tục trộn đều lên. Còn lá thì là thì các bạn ăn không được á, thì mình có thể thay thế bằng ngò gí nha. Khi trộn đều rồi mình sẽ để vô đây một ít dầu ăn, rồi cũng trộn đều lên. Ở đây thì mình có chuẩn bị những cái dĩa nhỏ để mình tạo hình cái miếng chả. Và trước khi mình để đậu xanh lên cái phần dĩa này á, thì mình cũng đã thoa dầu một lớp ở bề mặt của dĩa rồi, để khi mình tạo hình mình lấy ra mình chiên á, thì chả không có bị dính nha các bạn. Rồi mình làm cho miếng chả bằng phẳng và dẻ chặt. Chả này á, thì mình làm cũng đừng có quá dày á, làm hơi mỏng thôi, để khi mình chiên á, chả có được cái độ giòn và ngon á. Khi tạo hình xong rồi á, thì mình sẽ bắt một cái chảo lên, rồi cho một ít dầu ăn vô. Dầu ăn nóng á, thì mình sẽ để miếng chả vô để mình chiên. Và mình sẽ chiên cho vàng đều tất cả các mặt. Khi để chả vô á, thì mình sẽ làm cho cái miếng chả bằng khoảng và tròn như vậy á. Thì các bạn thích cái miếng chả hơi to thì mình có thể tạo cái hình to nha, còn thích nhỏ thì mình tạo những cái hình nhỏ thôi. Miếng chả giờ thì cũng vàng đều tất cả rồi, mình đem ra ngoài giấy thấm dầu. Rồi mình sẽ cắt ra cho các bạn xem nha. Chả thì bên ngoài có cái độ giòn nhẹ, bên trong thì khi ăn béo bùi ngon từ đậu xanh. Và món chả đậu xanh lá thì là thì mình cũng vừa làm xong. Chả làm xong bên ngoài có độ giòn nhẹ, khi ăn thì có mùi thơm của lá thì là, vị béo bùi từ đậu xanh. Ăn với tương cà, tương ớt hoặc mình làm món ăn giặt đều rất ngon nha các bạn.
Các bạn làm thử cái món chả đậu xanh lá thì là này, ăn vừa ngon lạ miệng lại không bị ngán. Mình cũng có thể ăn cùng với bún xào và ăn kèm được nhiều món. Chúc các bạn có thêm món chay ngon cho gia đình.